Tiếp theo đến mẫu chuyện 40, siêu phàm nhập phàm. Trời về thu, mưa tuôn tầm tã, đường xá bùn lầy, rất trở ngại cho khách bộ hành. Nhưng tại tổ đình thánh địa hòa hảo, lúc nào cũng đông nghẹt người ta. Kẻ nhờ đức thầy trị bệnh cho thuốc, người thì đợi nghe thuyết pháp, chép kinh giảng hoặc xin quy y. Sau giờ thuyết giảng đạo đức hôm ấy, có một ông lão bước lại gần đức thầy xin được làm lễ quy y. Đức thầy nhìn ông lão hỏi: hồi trước ông quy y bài nguyện như thế nào? Ông lão liền đọc: Nam mô giới hương định hương huệ hương, mỗi nhật phần hương thấu đến thập phương siêu phàm nhập thanh. Ông lão vừa đọc đến đó, đức thầy đưa tay ra dấu chặn lại và nói: khoan khoan, đó là dạy thời gian trước, còn thời gian này tôi dạy tu siêu phàm nhập phàm, chớ không phải siêu phàm nhập thánh như hồi trước nữa. Ông lão đứng suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết hiểu như thế nào mà không thấy hỏi thêm gì nữa, rồi cũng tiếp tục làm lễ quy y. Qua sự thấy nghe của ông đặng thành tựu: phụ bàn, Phật pháp bao giờ cũng đấu cơ khai hóa, chứ không cố định một kiểu cách. Cũng như chỉ lương y tùy theo bệnh mà cho thuốc, chẳng nhất loạt là phải dùng một thứ. Trường hợp ông lão vừa kể trên, đức thầy hiểu rõ căn duyên của ông đã có quy y từ trước, cũng như đã được đi một đoạn đường của Phật pháp, nên ngài hỏi thêm: hồi trước ông quy y bài nguyện như thế nào? Để rồi ngài nhắc ông tiến thêm một đoạn đường nữa, là bây giờ ngài giải tu siêu phàm nhập phàm, chớ không giải tu siêu phàm nhập thánh như hồi trước. Tại sao thế? Bởi ý niệm chung của các giới tu hành, lúc bước sơ cơ, ai cũng muốn cho mình mau thành Phật thánh, rồi chấp cứng cái sở cầu, sở tu, sở chứng, mà không thoát ra được để tiến đến chỗ vô tu, vô chứng, vô sở hành, vô sở đắc. Hơn nữa, người tu khi được siêu phàm thì là thánh rồi, cần gì phải nói, thấy, nói nhập chi cho kẹt trong chỗ chấp tâm, chấp pháp. Ví như người làm ruộng, chỉ cần dọn sạch cỏ và lo cài xạ, rồi siêng năng chăm bón phân nước, tự nhiên kết quả lúa trúng. Còn sự mong cầu trong đời đâu thêm được gì. Giả lại, phàm phu và Phật Thánh vẫn một tâm hồn. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Nó chỉ khác nhau ở hai trạng thái mê lầm và giác ngộ. Còn mê là phàm phu hay ma quỷ, mà giác ngộ là Phật Thánh Tiên. Hễ ai tu cho hết mê về ngộ, tức là nhập thánh. Mà nếu còn chấp cái được ngộ, nhập thánh, tức là còn chấp pháp, chấp tâm. Cho nên đức thầy dạy ông lão dùng chữ siêu phàm, chớ không nói đến từ nhập thánh. Bởi những cái có không bao giờ đạt được lý chân không, mà hãy tìm kiếm cái không mới có. Trường hợp này Phật giáo Thiền Tông gọi là tâm vô tâm. Xong được tâm vô tâm, chưa phải là cứu cánh của đạo, mà còn phải vượt qua một quan ải nữa: mạc dị vô tâm, dân thị đạo. Vô tâm do cách một trùng quan, để tiến tới bình đẳng tâm. Còn đức thầy hiện nay không dạy ông lão siêu phàm nhập thánh, mà lại dạy siêu phàm nhập phàm, là ngài muốn dạy tín đồ lối tu không lìa đời yếm thế. Bởi ngoài đời không có đạo, mà phải đời đạo liên quan rạng chói ngời. Cũng như ngoài bùn sen không thể mọc, nhưng sau khi cư trần bất nhiễm lẫn tục đừng mê, thì nhà tu hòa quang đồng trần. Hay nói cách khác là phải nhập thế cứu đời. Đức Phật ngàn xưa há chẳng bảo: ta vì muốn cứu khổ chúng sanh mà tu, chớ không phải vì ngôi chánh giác. Và câu: Phật vị đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế. Trong bức tranh Chăn Trâu thứ 10 của Thiền Tông là
nhập triền thùy thủ, thổng tay vào chợ. Nghĩa là khi hành giả công viên quả mãn, bình thường tâm thì sống chung lộn với mọi người, để tùy phương giác ngộ qua các gương hạnh của Đức Lục Tổ Huệ Năng, Tế Điên Hòa Thượng, và gần đây là Đức Phật Thầy Tây An cùng Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Tóm lại, lời Đức Thầy dạy ông lão siêu phàm nhập phàm quả là một pháp cú vô thượng thầm thâm, vượt ngoài Tam Thừa Kinh Giáo. Đường tu, Ngài dạy tín đồ không luận trẻ già, nam nữ, xuất gia hay tại gia, hoặc giàu khó, ngu trí, mà bất cứ ai cũng có đủ diệu năng tu thành Phật cả. Chỉ cần hành giả y cứ vào phương châm nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt ngã sắc không không sắc chớ lìa xa. Nam mô A Di Đà Phật.